Dạ, mình chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại trong video mới cái dân hôm nay. Lời đầu kính chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay dân đã có mặt tại xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của chú anh chị bạn. Thì nơi đây đang diễn ra một lễ hội, đó là khánh thành Sala Samakhi Phum Sodok. Dạ, bây giờ thì anh sẽ vô bên trong chủ yếu quay robot giặt ròm cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì hiện tại là không khí bên trong khá là náo nhiệt luôn cô chú anh chị các bạn. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để mình cùng vào không khí của buổi lễ nè. Thì phía xa xa anh đã thấy có đội mối chằng ở trên chị các bạn. Đây thì có rất là nhiều chặn và phỉ nha. Đây thì hôm nay anh sẽ ghi hình nơi làm lễ cho cô chú anh chị các bạn xem. Dạ thì phía bên trong đang làm lễ cô chú anh chị các bạn. Bà con Phật tử lợi rất là đông nha. Sư từ chùa lại để tham dự buổi lễ khánh thành đêm nay có trên địa bàn. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Và hôm đây chính là nơi làm lễ ở trên địa bàn. Thì và phía đây chính là nơi sẽ hồng phước nè, cũng như là cúng dường. Đây, bà con Phật tử lễ rất đông của trên địa bàn. Thì ngày mai mới là ngày chính nha, thì đêm nay là đêm nhập lễ của trên địa bàn. Thì buổi tối khá là đông luôn. Đây ở phía ngoài là đường của chú Nhật Hoàng, ngoài đường lộ nè, thì đây là cái cổng đi vô. Thì ở đây có vài anh em YouTuber qua quay coi cho Nhật Bản. Đây là idol Bình Kim nè. Đó. Chú anh chị và các bạn cũng thấy chắc cũng biết kênh anh Bình á. Mình đừng nè. Ở đây là đội mũ chằng ở trên chùa. Đó. Thì hết nhiệm vụ rồi, bây giờ sẽ đi về. Ở ngoài đường khá là đông á. Idol Bình Kim đang chuẩn bị đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở phía ngoài đường cũng khó bà con qua đây để bán đồ cho được ạ. Ở đây là bánh tráng nha, bánh tráng nướng. Đi đưa nó về cái. Đi theo chị Hạnh đi. Lát tao qua. Đây thì trên ra ngoài để uống nước của trên các bạn. Thì hiện tại là bên trong đang làm lễ. Thì có thể sẽ rất lâu nha. Thì đây là nơi khu bếp của chú anh chị bạn. Thì khu bếp này sẽ phục vụ cho khánh thành Sala Samaki Phum Sarok. Vừa rồi là danh sách danh có quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem rồi. Nhưng chữ khá nhỏ thì cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Đây là những đồ sẽ làm đãi khách có chứ nhiều bạn, khá là nhiều. Đây, vừa rồi mình đã uống hết nước mía rồi, bây giờ sẽ về có chứ nhiều bạn. Thì buổi lễ cũng đang làm khá là lâu cho nên anh sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của dành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.